Ai đây? Bố Duy. Ai bên cạnh bố Duy đây? Sam. Sam gì? Sam ốc chó. Sam ốc chó. Sam cún à? Ở Sam cún thì được, chứ Sam ốc chó thì trinh lắm. Ừ. Nào, thơm một cái nào. Thơm cái nữa nào. Ừ, trời ơi, thơm vào má cơ mà. Đúng rồi. Thế Sam yêu ai nhất nhỉ? Con. Sam yêu bố. À, yêu bố à? Yêu bố thì phải nhìn vào đây. Sam yêu ai nhất? Con. Con yêu ai? Con yêu bố. Yêu bố nhất à? Xong đến ai? Xong đến mình không? Xong đến ai nữa? Con đến gì? Xong đến gì cư mà, xong đến ai nữa? Xong đến ai kia. Còn ai nữa không? Không có. Không còn ai nữa đúng không? Vâng. Thế thì lại phải thơm một cái nữa. À, thơm quá, thơm quá. Ngon quá, ngon quá. Con nhìn gì đấy? À, em nhìn gì? Đây là đâu ấy nhỉ? Đây là đâu? Ui, ở đây ở đâu mà tòa nhà này cao thế? Tòa nhà nào mà cao thế này? Hả? Nhà đâu đây? Mình ông làm ở đâu ấy nhỉ? Kia. Ở kia. À đâu? Kia là ở đâu? Đây. Đây. Mình ông lên trên này rồi. Lên trên cơ quan. Cơ quan ở đâu? Ừ, đúng rồi.